thầy mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách hai cái bóng đèn led gương cầu lồi, gương cầu hot nhất hiện nay, và cảnh báo cho anh em là cái tránh cái tình trạng là mình mua được hàng chính hãng, tránh mua hàng hàng giả hàng nhái nha. Bà mẹ nó mình bán online cho mình cũng bị dính chấu con cái bữa hổm, hay nó quảng cáo hay cũng ngon quá trên phỏ bò anh em đó. Bán thấy cũng êm, đẹp mà T9 mình cũng đặt mua, bà mẹ nó tới lúc gửi về mình tin tưởng, mình không có kiểm tra, gửi ra hàng pha ke, hàng phách, nên là sau này mình rút kinh nghiệm lại, mình lên top mình mua. Thì anh em nào có nhu cầu mua mấy cái bóng đèn này nè, thì khuyên anh em không nên mua trên phở bò nha, đó là toàn là hàng nhái không à, đó, hàng pha ke không à, mà bà mẹ nó gọi nó quảng cáo dữ lắm, nó chạy quảng cáo dữ lắm, nhưng mà nhận hàng rồi ha, gọi khỏi kiếm nó luôn đi ha. Đó, nó bán hàng pha ke nha. Còn anh em muốn mua hàng chính hãng thì thứ nhất anh mua Shopee nè, thứ hai anh mua Lazada nè, hoặc là tốt nhất thì cái này là mình mua ở trên top nha. Đó, top thì mua là ok lắm. Với lại khi nhận thì anh em mở ra kiểm tra một số chi tiết giống như mình hướng dẫn thì nó ok nha. Thì nói chung hiện tại ngày xưa, bây giờ mình nói ngày xưa đi ha. Ngày xưa thì là đèn zin xài bóng halogen này đúng chưa? Đó, ngày xưa xài bóng halogen thì ngày xưa 10 năm trước, mười mấy năm trước á thì không có bóng led này để hai, thì ngày xưa nếu mà muốn tăng sáng cho cái đèn xe mình á thì nó có hai cách. Thứ nhất là vẫn giữ cái bóng đèn zin. Nhưng mà đi lên cái bóng là cái bóng đi lên điện máy để cho cái bóng đèn zin này nó sáng hơn là đi lên điện bình, xin lỗi anh em nha. Có cách thứ nhất là mình lên điện bình để cho cái bóng đèn nó sáng hơn. Nó sáng nó ổn định hơn. Còn cái cách thứ hai nữa đó là lên điện máy. Nhưng mà giờ lên cái bóng đèn xe hơi, tức là cái bóng cũng giống gì. Đây, cái bóng này là cái bóng zin của nó là có 35W thôi nè ha. Nhưng mà cái bóng này của mình là nó lên là bóng 65W, bóng của xe hơi nha. Đây, xe ô tô đó nó tới 55-60W thấy không. Thì như vậy là mình sẽ đi điện máy, nhưng mà lên là bóng xe hơi để nó tăng sáng hơn đó. Thì cái nhược điểm của bóng này thì nếu mà thì anh em biết rồi, cái chó mà nó nhỏ, nhưng mà đi cái bóng công suất lớn thì lâu ngày cái nó ố chó hoặc nó cháy cái chó nè anh em không, ở dưới cháy nè, cái chó nó cháy nè, nó nóng quá đó không nhau đó, cái mặt trên của nó nóng quá đó. Thì sau này 10 năm trở lại đây thì bóng led nó phát triển thì nó sẽ ra cái bóng này. Bóng này là mình thấy nó đầu tiên nè, thì nó như zin ha, nó như zin như bóng này, nhưng mà nó là led. Thì hai vô đây mấy cái thằng này nó tản nhiệt đó thì ok ha. Thì đây là cái đời đầu của nó. Thì cái bóng này là BMA nè. Bóng này thì anh em nào xài thì cũng được, 20-40W thì gắn vô như zin thôi. Và đặc biệt là anh em xài được điện máy luôn. Điện máy vô, mặc dù là đưa vô điện máy thì nó cà chớp hơi nha, nháy chút xíu khi mà để ganh ti á. Còn khi anh em lên ga thì nó cũng ok, nhưng mà nó không có sáng bằng cái đèn hiện nay. Nói chung cái đèn hiện nay mà VIP nhất là đèn có cái gương cầu này nè, thì nó sẽ gom mặt cắt nó đẹp lắm. Và nó giống như xe hơi ha. Nhưng mà cái nhược điểm của cái bóng này đó là khi mà anh em đưa vô đây anh em gắn á thì nó không có xài được cái chụp bụi nha. Cái chụp bụi là gần như nó không hoạt động được. Đưa vô nó cắn, nó không có gắn chụp bụi được. Còn thằng này anh em gắn cái chụp bụi vô, cái chụp mà nó che lại á. Gắn cái chụp bụi vô thì được nha. Để em kiếm cái chụp bụi đây. Đây cái chụp bụi đây nè. Nè, cái chụp bụi là cái miếng cao su này nè. Thì cái miếng cao su này nó chụp vô. Nó chụp vô đây để nó ôm sát, nó tránh bụi bẩn vô cái chó đèn nha. Còn cái loại này thì nó chỉ có nhược điểm duy nhất thôi là nó không có gắn được cái chụp bụi nghe mấy không. Nhưng mà mình thấy xài cũng ok, có con mẹ gì đâu nha. Vài năm hoặc vài tháng mình tháo về vệ sinh, mà với lại cái bóng này thì nó không cần tới cái chó này luôn. Tức là cái chó này ngày xưa là nó cần cái chó này để nó gươm sáng đúng chưa. Còn cái bóng này là độc lập luôn, cho dù cái chó này mà nó không cần tao đó. Thì ngày xưa là cái bóng này là gom vô để gom mặt cắt, còn bây giờ là độc lập là trên cái bóng này hết. Cái bóng này là nó tự nó gom mặt cắt luôn đó, đưa vô là nó sáng thôi, khỏi cần cái này làm nền thôi đó. Đó anh em gắn là ok nha. Rồi trở lại với vấn đề là mình đặt hàng á, thì hiện nay cái bóng mà nó có cái dạng mà gương cầu lồi này đó thì nó có hai dạng bóng, là thứ nhất là nó được để là cái bóng T9, rồi sau này hiện nay đời mới nhất là cái bóng T40. Thì anh em nào mua thì nên mua cái bóng T40 nha. Cái bóng T40 thì đường cắt nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ sáng hơn. Công suất thì nó cũng không chênh nhau nhiều, mình gắn thì nó cũng y chang vậy thôi, không có khác gì hết. Và đặc biệt là cái bóng T40 mà hàng zin, hàng chính hãng T40 mà tay thì nó sẽ gì nè, nó nhìn nó sắc nét, nó đẹp lắm. Còn chưa bữa hả mình mới mua cho ông già mình gắn cho chiếc Future X của ổng á, mua cái bóng T9 bà mẹ nó bị
cái hàng Facebook nó lừa, nó bán cái bóng nó nhìn nó phèn lắm, nhìn nó kỳ lắm, nó không đẹp. Đó, còn bóng này mình bữa hả mình mua là hình như 270 hay 289 gì đó, với lại cái cục này nè là nó là giống như là nhôm nha, anh em cầm lên nó cảm giác nó nặng tay lắm. Ở đây nó sẽ ghi chữ MTT40 nè, đây là nó sắc nét nha. À, nó sắc nét nha. Và thứ nhất có hai cách nhận biết, thứ nhất là anh em cầm cái cục này nè, nó là nhôm nha và nó nặng tay, chắc khoảng vài trăm, khoảng tầm vài chục gram á. Đó. Đó, chắc cũng phải tầm cỡ 50 gram á, nặng. Nói chung là anh em cầm là thấy sắc khác biệt. Còn nếu mà anh em cầm cục này lên mà anh em thấy nó nhựa mà nó nhẹ tên ha, là không phải nha. Đó. Đây, cái thứ hai nữa là nhôm rất là đẹp nha. Đó, cái thứ ba nữa là chỗ ban này nè. Ban này là phải có ban ốc nha. Đó, bữa hôm tôi mua trên phở bò bị bà mẹ nó bị dụ, nó nói có ban ốc nhưng mà về lại không có ốc. Tại vì mình đặt hàng nhiều quá anh em, cái mình không có kiểm tra. Với lại mình mua mình cũng nghĩ giống như là mấy cái kia có gì mình đổi trả các kiểu, mà mua trên phở bò là khỏi đổi trả đây nha, không có kiếm nó được đâu. Rồi, cái thứ ba nữa là mình coi cái hộp nha. Cái hộp của T40 là nó sẽ như thế này ha. Còn cái hộp T9 là nó khác nữa. Nói chung là mình khi mà mình mua mình yêu cầu hàng xóm nó cho mình cái hộp cho nó chắc cú ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vô ha. Thì đã gắn được này á thì anh em tháo ngóc này ra, lấy cái bóng đèn này ra rồi đưa cái này vô gắn vô thôi. Đó, có này đọc nha. Rồi, thì tháo ra, tháo nó sẽ có cái lẫy này dài nè. Mới là mới mở ra mình thấy nó văng cái bùng lên, cái mình hết hồn, nhưng mà cứ làm đi anh em, từ từ không thành vấn đề gì hết trơn á. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt máy mình thay cho anh em xem nè ha. Dạ, bây giờ mình tháo ra mình thay ha. Bóng này nãy mình gắn vô để mình test thôi. Cái con ốc này nè, anh em gắn á, anh em siết đồ này kia cũng vừa tay thôi ha. Mình siết mình còn tháo ra tháo vô nhiều lần nữa. Cái còn mà anh em siết mà mạnh tay quá cái nó tuôn cái là nó hư luôn cái chó này nha. Tại vì nó có con ốc này thôi, hoặc là mắc chế là mệt lắm. Đây cái bóng nè. Bóng xe hơi nha, bóng này mình đã xài đó, cũng khá là lâu rồi, từ mười mấy năm nay. Nhưng mà cái nhược điểm mà khi mà xài bóng này á, rồi mình đi lại điện điện cho nó mạnh á, thì nó bị hư cái chó đèn, nó chảy cái chó đèn. Giờ mình sẽ đưa này vô đó. Đặt này vô rồi vừa nè, vừa nghe anh em nè, nó vẫn còn dư một khúc nha. Nó bây giờ nó làm ngắn hơn. Ngày xưa là cái loại mà T9 hoặc là mấy cái loại mà hàng pha ke á là nhiều khi anh em đưa vô đụng đầu, còn bây giờ là nó ngắn lại nè ha. Đó, mình dễ việc mình gài lại thôi, đó là mình xài ha. Đó, ok chưa? Cái loại T9 này là ưu điểm gì đó là cái đầu này nó ra nó ngắn hơn nè. Còn bữa hổm mình mua cái cho ông già mình gắn, bà mẹ nó đụng ra tới ngoài này luôn, nó đụng muốn ngáy luôn, chuẩn luôn. Còn đưa vô là mình thấy nó ok nè. Đó, còn bây giờ mình gắn vô thì mình gài vô lại thôi ha. Rồi mình sẽ lắp lên xe mình cho anh em xem ha. Đó là khi mà nếu mà mình thấy mà gắn mà dướng díu quá đó thì mình có thể cầm ở đây một tay mình giật nó ra ha. Giật nó ra cái bóng đèn nó sẽ ra như thế này. Thì mình chỉ cần gắn cái này vô trước thôi, rồi mình đẩy cái này vô. Đẩy vô thì nó sẽ có cái gờ nè ha. Ở đây nó có cái gờ ở giữa nè ha. Ở dưới nè ha, có cái gờ. Thì cái gờ này nó sẽ vô cái gờ của đây nè. Ở đây nó có cái gánh gờ này. Anh em đưa vô là nó vừa vô là nó phải phục vô được ha. Ở đây mình soi cho anh em coi cái nội thất con này ha. Đây nó có hai chip led thôi, khá là sáng ha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vô, đường này vô trước mình gắn mình gài lại, xong rồi mình mới chọn kia vô là xong thôi, lụm. Đó, mình sẽ gắn xong rồi ha. Thì đầu tiên là anh em lấy cái móc này gài vô cái gờ này, xong rồi đậy cái này xuống cho nó trượt vô, rồi lấy ngóc bắt lại thôi, đơn giản. Bây giờ mình sẽ chọn nó vô ha, chọn cái coi cái đèn vô. Dạ, thì nghe cái gắn nha. Là ok, lụm nha anh em. Đó, ok. Còn cái này là mình chụp vô nó không vừa đâu ha, mình phải bỏ, bắt buộc phải bỏ ra thôi. Tại vì cái này nó sát quá, thấy không? Cái tản nhiệt nè, mà cho dù nó vô được cũng không nên gắn luôn, tại vì thằng quỷ này là để tản nhiệt, được chưa? Đó, tản nhiệt mà anh em lấy này giống như chụp mền nó lại thì cái đèn nó không có bền được đâu. Bây giờ cứ chơi vậy đi, tới đâu tính tới đó. Tại vì cái đèn này á, mình nó đâu có xài cái chó này nữa đâu anh em, nó xài là xài cái bi ở trên cái đèn đó rồi, nên cái chó này nó có bị gì thì nó cũng đâu ảnh hưởng, nhưng mà bây giờ nó cũng khó mà vô bụi được lắm nha. Nói gì nói chứ cũng khó là vô bụi được lắm, tại vì khi mà mình bật đèn á, thì gió nó cũng hỏi ra hết rồi ha.
đây nó có cái quạt mà nó hút ra hết mà, đường nào mà đi vô được đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ lắp lên xe rồi test cho anh em xem ha. Test xe thì nó chỉ gắn vô cái chui này, gắn vô rồi ở đây mình kiếm cái keo gì đó mình dán cố định đây, lụm hơi ha. Rồi ok,